Nhiệt độ hiện tại ở bên Na Uy là âm 2 độ C. Xin chào các em, xin chào Nguyễn Dũng, chào Lưu Quốc. Thì cái thời gian vừa rồi Dương cũng đã lên tiếng để cho những cái người dân trong nước họ tỉnh thức và họ biết rằng là ngày hôm nay họ bị Đảng Cộng sản Việt Nam che đậy bưng bít. Mà gần như Dương hỏi những người bạn của mình thì Dương được biết rằng là họ gần như chấp nhận. Vâng, họ gần như chấp nhận cái việc mà Trung Quốc nó sẽ thôn tính Việt Nam. Sáng nay ngủ dậy thì Dương lướt Facebook, Dương thấy có anh Trần Hùng viết một cái bài là Dân tộc Việt Nam tự do hay phó mặc. Thì Dương muốn lên đây để Dương đọc một cái bài đọc này. Tại vì cái bài đọc này cũng là cái tâm trạng của Dương. Tại vì Dương nhìn thấy về Việt Nam rất là nhiều người đã gần như họ họ chấp nhận cái điều đó rồi. Hello anh chị em, bây giờ Dương đọc cái bài đọc của anh Trần Hùng. Ngày hôm nay thì Dương không có mở nhạc. Dương tranh thủ Dương làm cái này xong rồi Dương chạy xuống dưới chỗ làm. Dương chui chuỗi mà. Dân tộc Việt Nam tự do hay phó mặc? Tự do là một khái niệm dùng trong triết học chính trị mô tả tình trạng khi một cá nhân không bị sự ép buộc, có cơ hội để lựa chọn và hành động theo đúng với ý chí nguyện vọng của chính mình. Phó mặc là giao đức cho, khoáng hẳn cho mà không dòm ngó đến nữa. Vậy thì dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản, dân tộc Việt Nam đang được tự do hay đang phó mặc cho Đảng Cộng sản muốn làm gì thì làm? Hiển nhiên dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản, dân tộc Việt Nam không hề có tự do. Những thứ mà dân tộc này đang được hưởng là sự bố thí của Cộng sản, gọi là ân huệ. Thoạt nhìn cứ ngỡ đó là sự tự do, nhưng thực chất là dân tộc này đang phó mặc cho Đảng Cộng sản chúng muốn làm gì thì làm. Bước chân ra ngõ, thử đặt một câu hỏi, Đảng Cộng sản có tài tình, sáng suốt, vì nước, vì dân không? Mỗi đảng viên Cộng sản có thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư hay không? Câu trả lời nhận được là những câu chửi rủa, những cái lắc đầu, thè lưỡi tỏ vẻ bất mãn và ngao ngán. Thế nhưng đa phần người dân Việt Nam đứng trước bất công, hành vi bạo lực, trước những cái quyết sách không hề mang lại lợi ích cho dân, cho nước mà Đảng Cộng sản đã, đang và sẽ thực thi, hầu hết nhân dân đều ngoan ngoãn tuân theo. Và trước những người đã dũng cảm nói lên tiếng nói phản đối là Đảng Cộng sản, mà Đảng Cộng sản đã chụp cho họ cái tên là phản động, là thù địch, thì ngay lập tức họ dè bỉu, tránh xa như thể những người dũng cảm kia đang bị truyền bệnh, đang bệnh truyền nhiễm như phong cùi HIV, ho lao. Ôi, thật buồn thay cho một dân tộc với truyền thống hơn 4.000 năm văn hiến. Và nào là anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang, nào là chết vinh hơn sống nhục. Giờ đây lại ngoan ngoãn như một đoàn cừu, phó mặc cho một đám gian tà tự tung tự tác, bán nước cầu vinh. Không lẽ dân tộc này đã tai điếc mắt mù rồi hay sao? Nếu có mù thì cũng không tệ đến mức như vậy, vì theo cụ đồ Nguyễn Đình Chiểu thì dù ông ta bị mù nhưng vẫn thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thờ, dầu đuôi mà khỏi danh nhơ còn hơn có mắt ăn dơ tanh rình, dầu đuôi mà đặng trọn mình còn hơn có mắt đổi hình tóc râu, sang chi theo thói tha cầu dọc ngang chẳng đói trên đầu có ai, sáng chi đắm sắc tham tài lòng lùng lung lòng nhân dục mang tai họa trời, sáng chi xàm nịnh theo dòi sáng chi xàm nịnh theo đồi nay vinh mai nhục mang lời thị phi, sáng chi nhân nghĩa bỏ đi thảo ngay chẳng biết lỗi nghì thiên luân, thấy rồi muôn việc trong trần sinh còn hai chữ tâm thần ở ta. Rõ ràng dưới sự cai trị của Cộng sản, dân tộc này đã phó mặc cho tất cả. Không đi theo đảng, nhưng lại làm theo đảng. Không dám thể hiện tinh thần dân chủ, nhưng lại dè bỉu, thậm chí xỉa xói những việc làm hữu ích của họ. Rồi đây, những thế hệ sau này nếu còn sống sót, chắc chắn chúng sẽ nức nở và thấm thía câu nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thương nhà mỗi miệng cái ra ra. Và chúng sẽ hát bài hát quốc vong như dân tộc Chamba với Hận Đồ Bàn phiên bản mới, Hận Ba Đình Trang. Khi dân tộc phó mặc thì tất sẽ bị diệt vong. Đúng vậy, cái tâm trạng của anh Trần Hùng đã viết trong cái bài viết này, thực sự đó cũng là cái tâm trạng của Dương. Và gần như người Việt Nam ở
trong nước là họ đã gần như là chấp nhận cái điều này. Có thể là một số ít người họ không chấp nhận, nhưng mà con số người chấp nhận quá lớn thì chúng ta không thể làm cái gì để mà thay đổi được nổi. Là khi mà người dân không đồng lòng, không đứng lên thì chúng ta sẽ rất là khó có thể lật ngược được cái thế cờ. Và ngày hôm nay những cái người lãnh đạo như Nguyễn Phú Trọng gần đây đã đi sang Trung Quốc làm việc với bên Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì chúng ta cũng không biết rằng họ đã ký kết và họ đã sắp xếp, họ sẽ làm những cái việc gì tiếp theo, và họ sẽ dâng hiến những cái chỗ nào trong nước Việt Nam tiếp theo. Và tiếp theo là cái bài viết của chị Thanh Tâm Nguyễn, chị ở Hoa Kỳ. Thực sự những cái gì mà Dương muốn nói là anh chị đã lột trần hết rồi. Anh chị đã viết, và ngày hôm nay Dương gần như không có nhiều thời gian để Dương soạn những cái bài viết. Thì qua những cái bài viết của anh chị, Dương sẽ đọc lại. Và đó cũng là cái tâm trạng của rất là nhiều người mà họ có sự quan tâm tới quê hương Việt Nam. Thì khi đọc bài viết này nhiều người sẽ hiểu, nhưng mà những người mà họ không có một cái tinh thần, một cái trách nhiệm, thì họ sẽ cho rằng những cái chuyện mà Dương đang làm và nhiều anh chị em ở bên ngoài đang làm là một cái chuyện trùi bu, cái chuyện tào lao, cái chuyện không đáng. Đây là lời của chị Thanh Tâm Nguyễn tại Hoa Kỳ. Bài viết này tôi muốn dành cho những ai trong nước đã từng đưa ra lời thách thức anh chị em Việt Nam nào ở hải ngoại như chúng tôi, những người đã từng lên tiếng kêu gọi đồng bào trong nước đứng lên đấu tranh chống lại những hành vi đàn áp của bọn Cộng sản Việt Nam. Là có ngon thì về trong nước mà kêu gọi đấu tranh, đừng có ở nước ngoài bày đặt nói chuyện đấu tranh dân chủ. Chúng ta đều là những người đã lớn, đã trưởng thành nên nói chuyện có lý lẽ. Đừng chỉ biết cao giọng chỉ trích hay thách thức nhau như những kẻ ấu trĩ, suy nghĩ chưa chín chắn và không có đầu óc. Nếu những kẻ thách thức anh chị em ủng hộ đấu tranh dân chủ ở hải ngoại như vậy là bọn dư luận viên, thì những lời này tôi không dành cho bọn chúng, vì tôi không muốn phí lời với những kẻ mà tôi cho là trong đầu bọn chúng chỉ chứa những toàn đậu hũ, chứ không có óc. Vì chỉ có những kẻ xuẩn ngốc không biết suy nghĩ mới cho đến bây giờ vẫn còn tin vào chủ nghĩa cộng sản là cái chủ nghĩa mà ở các nước tiến bộ trên thế giới đều đã vứt vào sọt rác từ lâu. Những điều tôi nói đây là dành cho những người dân trong nước không ưa thích gì bọn Cộng sản Việt Nam. Nhưng vì ích kỷ, vì vô cảm, vì chỉ muốn được yên thân nên đã nhắm mắt bịt tay ngậm miệng trước những sai trái bất công do bọn Cộng sản Việt Nam gây ra cho người dân lành, xảy ra nhan nhản trong xã hội Việt Nam, mà họ vì không muốn bị lương tâm dày vò, cắn rứt nên cố tìm cho mình một lời bào chữa cho thái độ ích kỷ, hèn hạ của bản thân khi im lặng trước vận mệnh nguy nan của đất nước. Vì vậy họ mới tố cáo, họ mới cố cao giọng thách thức anh chị em hải ngoại chúng tôi và tự bào chữa là vì bọn ấy ở nước ngoài yên thân rồi nên mới bày đặt xúi biểu chúng tôi, những người dân trong nước, đâm đầu vào chỗ chết. Những ai trong nước thách thức chúng tôi có ngon trở về nước mà kêu gọi đấu tranh, hãy làm ơn trả lời cho tôi câu hỏi này: tại sao chúng tôi phải trở về nước mà kêu gọi đấu tranh? Chúng tôi hầu hết đều đã có cuộc sống an lành tại đất nước chúng tôi đang cư ngụ, mà nhiều người trong chúng tôi đã nhận là quê hương thứ hai của mình. Vì vậy, chúng tôi không cần phải đấu tranh chống Cộng sản Việt Nam để hưởng bất cứ lợi ích gì cả. Tuy là để có được cuộc sống an lành, tự do như hiện tại, chúng tôi đều phải trải qua những cái giá rất là đắt mà rất là nhiều người trong nước không hề nghĩ đến. Bao nhiêu gia đình của người Việt ở hải ngoại có người thân bị cướp bóc, hãm hiếp hay phải nằm lại trong lòng biển cả trên đường vượt biên tìm tự do. Bao nhiêu gia đình khác có chồng, có anh hay có cha đã bị đày đọa, hành hại dã man trong các lao tù cộng sản mà bọn chúng gọi là trại cải tạo. Biết bao tháng năm dài mà không hề biết đến ngày được trở về với gia đình. Nó... Chúng tôi đều đã trải ra những cái giá vô cùng đắt cho cuộc sống tự do của chúng tôi hiện tại. Và chắc chắn, ở nước ngoài tiền không mọc trên cây, cũng không rải đầy đường. Tất cả chúng tôi đều phải bắt đầu từ hai bàn tay trắng và làm việc vất vả để tạo dựng sự nghiệp. Dù sao thì giờ đây, hầu hết người Việt tại hải ngoại đều đã có một cuộc sống ổn định và ấm êm. Cuộc sống người dân trong nước mới bị bọn Cộng sản áp bức, đè đầu, cưỡi cổ, đàn áp và đối xử bất công. Chứ đối với những người sống ở hải ngoại như bọn tôi, chúng không làm được. Vậy thì tại sao chúng tôi phải trở về nước để kêu gọi đấu tranh? Chúng tôi kêu gọi và ủng hộ
Công cuộc đấu tranh lật đổ chế độ Cộng sản tại Việt Nam là để mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân trong nước, chứ không phải cho chúng tôi. Quý vị cần phải thấy là tuy đã có cuộc sống an lành trong một đất nước có nền tự do hàng đầu thế giới, nhưng chúng tôi không chỉ biết tận hưởng cuộc sống an lành, ấm êm của mình, mà chúng tôi đã luôn đồng hành cùng anh chị em đấu tranh quốc nội, chia sẻ thông tin, kêu gọi đóng góp, ủng hộ tài chánh và làm những việc khác nữa để ủng hộ công cuộc đấu tranh của anh em quốc nội, là vì chúng tôi mong muốn góp phần tạo nên một sự thay đổi tốt đẹp cho đất nước và dân tộc Việt Nam, mà trong đó chắc chắn là có cả quý vị và người thân của quý vị. Đây là bài viết của một chị nữ ở Hoa Kỳ. Nếu quý vị ra nước ngoài và đang có cuộc sống ổn định, êm ấm như chúng tôi, thì với bản tính ích kỷ, thờ ơ, vô cảm của quý vị, chưa chắc quý vị đã chịu mất thời gian, công sức, tâm huyết, tiền của để cùng đồng hành hỗ trợ anh chị em đấu tranh quốc nội, cũng như ủng hộ công cuộc đấu tranh giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam của đồng bào trong nước như chúng tôi đang làm. Hoàn toàn chính xác. Còn lý do vì sao mà quý vị nên cùng anh em đấu tranh dân chủ trong nước đồng lòng đứng lên chống lại cái ách cai trị tàn bạo, phi nhân đạo của bọn Cộng sản Việt Nam? Sau khi Dương đọc cái bài viết này, Dương sẽ bổ sung thêm. Dương sẽ có một cái hình ảnh minh chứng cho cái bài viết của chị Thanh Tâm Nguyễn này. Tại vì sao phi nhân của bọn Cộng sản Việt Nam đang trồng lên đầu, lên cổ nhân dân Việt Nam vì có quá nhiều. Nếu quý vị nào ngoại trừ bọn cuồng đảng thì tôi không muốn nói tới, mất công phí giờ. Cho tới giờ này vẫn còn không thấy được những lý do vì sao nhân dân Việt Nam cần đứng lên lật đổ bọn Cộng sản, thì làm ơn chịu khó cập nhật thông tin về những gì đang xảy ra chung quanh mỗi quý vị mỗi ngày. Xin lỗi, Dương đang đọc thì màn hình nó bị tối. Chẳng lẽ quý vị không biết chứ, sự lãnh đạo anh minh của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam đang đứng trước nguy cơ diệt vong vì những âm mưu thâm độc nhằm tiêu diệt dân tộc Việt Nam của bọn Trung Quốc xâm lược, bọn bán nước Cộng sản Việt Nam tiếp tay thực hiện, và cũng vì dưới sự lãnh đạo của một lũ tham quan chỉ lo tham nhũng bằng mọi cách để vơ vét cho đầy túi trước khi chạy trốn khỏi đất nước, mà bọn chúng đã bán đứng cho bọn tàu khựa. Nhân cách của người Việt Nam đã tụt xác đáy vực, xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi. Anh em có nhìn thấy rõ Dương không? Sao bên đây Dương thấy nó hơi bị tối? Đó là di sản bọn Cộng sản Việt Nam để lại cho dân tộc Việt Nam khi chế độ Cộng sản Việt Nam sụp đổ. Bọn hải quan cửa khẩu Việt Nam thì làm việc qua loa, không lo kiểm tra hàng qua cửa khẩu mà chỉ lo ăn hối lộ, nên hàng lậu, hàng kém chất lượng và hư hỏng tuôn trào vào Việt Nam qua đường biên giới, Việt Trung. Ngày càng nhiều khiến tỷ lệ người Việt Nam chết vì bệnh ung thư cao nhất thế giới, vì phải ăn những cái thức ăn nhiễm hóa chất độc hại có nguồn gốc từ Trung Quốc. Người dân nào nhìn thấy những bất công của xã hội và những việc làm sai trái của bọn quan chức Cộng sản Việt Nam mà dám can đảm lên tiếng nói lên sự thật thì sẽ bị bọn chúng khép vào tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng sản Việt Nam và bắt giam trong chốn lao tù với những bản án oan khiên ô nhục. Chị là một người nữ nhưng mà những cái lời lẽ của chị rất là mạnh mẽ. Đội ngũ dân oan ngày càng đông đảo vì bọn nhà nước Cộng sản Việt Nam ngang nhiên chiếm đất đai, nhà cửa của người dân để thực hiện những cuộc làm ăn mang lại rất nhiều lợi nhuận cho bản thân bọn quan chức Cộng sản Việt Nam. Đẩy người dân lành trong phút chốc thành những người vô gia cư, phải sống cảnh màn trời chiếu đất. Bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam còn bắt tay với chủ nhân các nhà máy, hãng xưởng của người ngoại quốc mà phần lớn là người Trung Quốc và Đài Loan, nhắm mắt làm ngơ cho những nhà máy này xả thải đầy cái hóa chất độc hại tiêu diệt môi trường sống ở Việt Nam, gây thiệt hại trầm trọng về sức khỏe và kinh tế cho người dân Việt Nam. Người dân có chuyện phải vào đồn công an hay trại tạm giam khi bước vô thì khỏe mạnh, nhưng có khi trở ra chỉ còn là một cái xác không hồn, thân thể đầy thương tích với những vết thương chí mạng.
Người dân hàng ngày còn bị nhà nước Cộng sản Việt Nam móc túi với đủ phương thức từ thô thiển đến tinh vi, bị thổi dừng xe là bị bắt đóng phạt dù không có bất cứ vi phạm gì, cự lại là bị tịch thu bằng lấy thu xe, bị bắt đóng những mức phí giao thông cao đến vô lý. Người dân phải è cổ ra trả những mức thuế xăng, điện, nước bị tăng một cách bất hợp lý. Vì sao mà chúng tôi, những người Việt ở bên ngoài lại nhìn thấy điều này? Ví dụ như chị Thanh Tâm Nguyễn á, chị ở Mỹ rất là lâu rồi, sao chị biết? Sao chị biết mà chị nó lên tiếng, mà trong khi người dân trong nước lại cho chúng tôi là những người phản động? Bệnh viện thì bác sĩ, bằng thật thì ít nhưng bằng giả thì nhiều, nên đã có không biết bao nhiêu bệnh nhân phải bị chết oan uổng vì những hiểu biết kém cỏi và thói làm việc vô lương tâm của đội ngũ bác sĩ và y tá kém chất lượng. Và còn nhiều nhiều nữa những điều tàn bạo phi nhân mà bọn Cộng sản Việt Nam gây ra cho nhân dân Việt Nam. Tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra cho nhân dân Việt Nam thì có ngồi viết đến gãy cả tay cũng không sao kể hết được. Vì vậy, nếu quý vị muốn tự cứu bản thân mình, gia đình và con cái của quý vị thoát khỏi họa diệt vong vì bọn Cộng sản Việt Nam thống trị, thì phải đồng lòng đứng lên bằng mọi giá đấu tranh tìm đường sống. Cho nên, lý do chúng tôi kêu gọi người dân trong nước cần phải mạnh mẽ vượt qua nỗi sợ hãi, mà đồng lòng đứng lên đập tan ách thống trị vô nhân, tàn bạo của bọn Cộng sản Việt Nam đang trồng lên cổ người dân trong nước hoàn toàn đều vì lợi ích của quý vị. Nếu một ngày nào đó công cuộc đấu tranh lật đổ chế độ Cộng sản đi đến thành công, thì chính những người trong nước là những người được hưởng lợi ích vì quý vị thoát được ách cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đất nước Việt Nam không rơi vào tay bọn Trung Quốc thì người dân Việt Nam thoát họa diệt vong vì mất nước vào tay giặc Tàu xâm lược. Còn những người ở hải ngoại như chúng tôi thì sau này cho dù bọn Cộng sản Việt Nam có bị lật đổ cũng chẳng có mấy ai trong chúng tôi sẽ trở về sống ở Việt Nam, vì sau mấy chục năm sống và gây dựng sự nghiệp ở nước ngoài thì cơ ngơi gia đình, con cháu đều đã cắm rễ ở nước ngoài. Không dễ gì từ bỏ hết để trở về cố quốc bắt đầu lại từ đầu khi tuổi không còn trẻ. Nếu chúng tôi có về, cũng chỉ là về để thăm lại quê hương, người thân và bạn hữu rồi cũng sẽ trở lại nơi mình đang sống thôi. Vì vậy, tốt nhất, quý vị đừng lớn giọng thách thức chúng tôi có ngoan về Việt Nam lật đổ Cộng sản, mà hãy hợp sức với các anh em đấu tranh dân chủ trong nước, cùng đứng lên đấu tranh giải thể chế độ Cộng sản, để cuộc sống của chính bản thân quý vị và gia đình, con cháu quý vị được tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Đừng ngồi đó mà thách thức người khác, đừng soi mói người khác đã làm được gì, mà hãy tự hỏi, chính bạn đã làm được gì để góp phần vào công cuộc đấu tranh lật đổ chế độ Cộng sản phi nhân tại Việt Nam? Đừng ngồi yên đó chờ đợi người khác gian khổ đấu tranh để cho mình được hưởng lợi. Quý vị không thể, một giọt mồ hôi cũng không muốn đổ, nhưng lại muốn người khác đổ máu để làm những điều thay đổi mà chính quý vị cũng muốn nhìn thấy nó xảy ra cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Riêng cá nhân tôi, chắc chắn tôi vẫn sẽ tiếp tục đi trên con đường tôi đang đi, tiếp tục làm những việc tôi đã làm vì những thay đổi tốt đẹp cho đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Mặc ai nói ngã nói nghiêng, tôi đây vẫn vững như kiềng ba chân. Đó là bài viết của chị Thanh Tâm Nguyễn tại Hoa Kỳ. Dương có để tên của chị Thanh Tâm trên cái bài viết Facebook của mình. Các bạn có thể vào cái trang của chị để nhân follow chị. Dương không hiểu tại vì sao mà bây giờ nó bị tối. Đợi Dương một chút xíu để Dương đi mở cái đèn lên. Ở phía ngoài thì trời rất là sáng, mà trong thì nó lại bị tối. Nó bị tối quá, đúng không ạ? Đây cũng là một người phụ nữ. Chị cũng là một người phụ nữ. Những suy nghĩ của chị Thanh Tâm Nguyễn này và những cái suy nghĩ của anh Trần Hùng là những cái suy nghĩ của những cái người mà họ quan tâm tới vận mệnh của đất nước. Và sau đây Dương sẽ cho quý vị xem một cái comment của một người phụ nữ luôn. Họ đang sống ở nước ngoài. Cũng là người phụ nữ đang sống ở nước ngoài.
Nhưng mà cái bài viết của họ như thế này đây. Đây là một cái comment của một cái cô nàng ở Na Uy. Dương tạm thời ẩn cái tên của cô ta. A này không muốn thanh minh và nói nhiều nữa. Lần cuối cùng nhé, Thùy Dương làm chính trị, chống đảng Cộng sản Việt Nam, chửi, chống chế độ Cộng sản, hay là một Cộng sản nằm vùng. Dương không biết rằng những cái gì nỗ lực của Dương ngày hôm nay, Dương cố gắng dựa vào đâu cô ta lại nói Dương là Cộng sản nằm vùng. Các bạn xem tiếp nhé. Không liên quan gì tới tôi. Nếu cô ta thương yêu quê hương, tổ quốc, đồng bào, sao không gửi tiền giúp những người nghèo gặp khó khăn? Hay nói cái miệng không giúp được gì? Nếu bạn Thùy Dương có lòng yêu thương dân tộc Việt Nam, chửi chế độ Cộng sản và biểu tình hay chống cộng, thì tôi giơ hai tay ủng hộ bạn. Ý nhiều là người ở Na Uy không thích tính cách của Thùy Dương, nói bị xúc phạm dân của họ. Chúng tôi là dân tị nạn chính trị và cũng là yêu dân yêu nước giống bạn Thùy Dương. Nhưng nghe những lời Thùy Dương nói khó nghe và bị xúc phạm nên không thích, bất đồng ý kiến thôi. Tôi cũng hiểu Thùy Dương mới đến Na Uy chưa bao lâu nên cũng thông cảm. Bây giờ thì cô ta viết như vậy nhưng mà cách đây vài ngày cô ta nói tôi láo cá, mới đến Na Uy mà láo cá. Thùy Dương muốn chửi đảng Cộng sản Việt Nam hay làm gì về chính trị chúng tôi rất ủng hộ. Nhưng đừng bao giờ nói động tới dân tị nạn tại Na Uy thì ok. Nếu bạn Thùy Dương muốn nổi tiếng thì về Việt Nam mà làm cho nhanh nổi tiếng. Đó. Thì trên cái bài, trên cái Facebook của cô ta, Dương gần như Dương không thấy có một cái share nào, một cái sự đồng cảm nào cho cái sự nghèo, cái sự khổ của người dân Việt Nam. Và Dương đọc lại một cái câu là nếu bạn thì Dương có lòng yêu nước thì bạn hãy đâu rồi? Gửi tiền giúp những người nghèo gặp khó khăn. Nó rồi cô ta chụp một cái rổ bự lên đầu Dương rằng là Dương là Cộng sản nằm vùng. Nó cũng là phụ nữ với nhau nhưng mà tại sao chị Thanh Tâm Nguyễn chị có thể là chị hay viết những cái lời nói đó, và ngày hôm nay Dương cảm nhận cái lời của chị Thanh Tâm là những cái suy nghĩ của Dương. Tại vì cái chị này là chị chưa có một ngày chị sống trong cái sự khổ sở dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi những người Việt trong nước đã sống ở trong đó. Nếu tính theo tuổi đời của Dương, Dương sống trong đó cũng ngoài 30 năm. Và Dương đã cầm cái passport Việt Nam, Dương đi ra nước ngoài, Dương đi du lịch, Dương đã nhận được cái sự kỳ thị, cái sự xem thường của người ở bên ngoài đối với người dân Việt Nam. Dương đã sống trong đó, Dương đi trong cái đường xá giao thông của Sài Gòn vô cùng kinh hoàng. Và Dương đi trong đó suốt mười mấy năm trời. Dương đã chứng kiến biết bao nhiêu vụ cướp giật, chứng kiến biết bao nhiêu tai nạn giao thông, chứng kiến người dân ngày hôm nay phải sống trong một cái cảnh lụt lội, rồi người dân phải ăn những đồ ăn độc hại. Mặc dù là chúng tôi kêu la lên, chúng tôi không muốn ăn những đồ ăn độc hại đó, nhưng mà có ai kiểm soát, có ai kiểm duyệt, có ai ngăn chặn được cái nguồn thức ăn từ Trung Quốc đưa vào? Không ai ngăn chặn cả. Và ngày hôm nay nó càng ồ ạt và cửa khẩu hải quan nó mở ra. Nó mở ra và nó không đánh thuế. Mà ngày hôm nay những cái hàng hóa nó không đánh thuế, trong khi xăng tăng, điện tăng, người dân phải e đầu ra, phải trả những cái phí đó. Bên cạnh đó họ ăn đồ ăn độc hại, rồi họ trả phải cái phí do Đảng Cộng sản Việt Nam quy định nữa. Rồi những cái bệnh hoạn do đồ ăn độc hại nó đưa ra vô bệnh viện, cái chi phí bệnh viện càng tăng nữa. Những cái con người này nó đâu có sống trong cái xã hội Việt Nam, họ đâu có cảm nhận được. Rồi con cái của họ lớn lên sống trong một cái môi trường giáo dục bị tha hóa tư cách đạo đức của những người giáo viên. Họ đâu có sống trong cái môi trường đó. Mà ngày hôm nay Dương mới ra Dương làm thì họ lại cho là Dương láo cá. Họ nghĩ rằng họ đã ở đây lâu, Dương mới ra mà Dương lại nổi lên như vậy. Bởi vì tại sao Dương mới ra mà Dương nổi lên? Tại vì trong nước nếu mà Dương đã nhìn thấy hết tất cả mọi cái bên ngoài nó rõ ràng, thật sự Dương cũng đã làm rồi. Dương không biết khi mà Dương bước ra thế giới rồi mọi thứ nó mở toang ra, nó mở rộng ra, Dương mới biết, chứ còn ở trong nước đâu có biết đâu mà la làng. Thì ngày hôm nay Dương ra ngoài đây thì Dương lên tiếng, thì có nhiều người họ bị cái gì đó họ khó chịu, không biết là vì cái sự đố kỵ, cái sự ganh tị, cái sự ghen ăn tức ở hay là như thế nào mà họ cảm thấy là họ khó chịu với mình, họ cho mình là láu cá. Họ có hiểu được cái tình hình của đất nước Việt Nam hiện tại hay không? Tôi không hiểu nữa. Nó mà ngày hôm nay đó là kêu gọi sao không gửi tiền về giúp những người nghèo khó khăn.
rồi giúp những người nghèo, những người khó khăn đó. Rồi bây giờ điện tăng, xăng tăng, hàng hóa vật vật giá cái gì nó cũng tăng hết rồi, ai ăn cái tiền đó? Những cái con người này là cái tư tưởng và đầu óc của họ tới đâu các bạn, quý vị và anh chị cho Dương biết, họ có nhìn xa trông rộng được hay không mà ngày hôm nay họ dám vào những cái khòm view trong Facebook của Dương là họ comment như vậy. Và ngày hôm nay Dương cũng không biết những con người này là ai luôn nữa. Dương không hề biết những con người này là ai. Họ nghe tiếng Dương rồi bắt đầu họ mò vô Facebook của mình, rồi họ vào comment, họ nói cho mình rằng là mình mới qua, mình thế này thế kia. Đằng sau những cái con người này còn một nhóm người nữa. Còn một nhóm người nữa. Vì sao những cái video clip trước Dương cố tình Dương làm như vậy để lòi ra, và ngày hôm nay lòi một đống luôn. Các bạn quý vị biết, họ những cái thành phần này ở bên ngoài họ làm cho các hội đoàn chia rẽ, không đoàn kết được. Những hội người Việt tị nạn họ chia rẽ dữ lắm, người này nghi ngờ người kia, phải xách cái đèn rọi đi tìm, đi tìm ai là cộng sản. Ngày hôm nay Dương không cần đi tìm, Dương cũng không có muốn tham gia vào các cái tổ chức nữa. Dương sẽ tự làm theo cái cách của mình để lòi ra những cộng sản nằm vùng đó, lòi ra đó. Đằng sau lưng còn nhiều nữa. Mà hôm nay hồi đó giờ người ta ở đây, người ta không có bắt được ai là cộng sản nằm vùng hết á. Bây giờ qua những cái bài viết của Dương, Dương làm mạnh một chút xíu lòi ra nguyên một ổ luôn. Nó phá dữ lắm. Mà cái tư duy của họ, cái tư tưởng của họ, cái suy nghĩ của họ, họ không nghĩ tới đâu hết. Họ không có nhìn xa được. Họ sống, họ sung sướng, họ hưởng thụ trên cái sự đau khổ của người dân Việt Nam. Tôi biết rằng quý vị, những cái người làm việc bên ngoài, ví dụ như cái cô tôi vừa đọc, là quý vị lao động kiếm sống bằng mồ hôi của quý vị, ok. Nhưng quý vị đừng có nói những cái lời như vậy. Bởi vì người dân trong nước ngày hôm nay họ bị phải è cổ ra, họ gánh trên vai vô vàng những cái thuế mà cái chế độ và cái quyền lợi cho họ không có cái gì cả. Ngày hôm nay họ vô bệnh viện ở bên Na Uy, cái giới hạn của người ta, ví dụ như các bạn đi thăm khám bệnh trong một năm là các bạn chỉ trả tối đa một cái khoản nhỏ xíu như thế này thôi. Còn mọi phát sinh là bệnh viện, có nghĩa là nhà nước Na Uy, chính phủ Na Uy đã có những cái quy định rồi, người ta lo hết những cái chuyện đó, người dân không có phải lo lắng. Đó là nguyên nhân vì sao những cái người Việt của chúng ta sống ở bên ngoài, họ thừa hưởng, họ kế thừa một cái cuộc sống rất là tốt đó. Nhưng mà những cái con người này á, họ đâu cảm nhận được người dân trong nước họ phải xếp hàng, họ sống trong cái môi trường mà dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vô bệnh viện ta nói xếp hàng xếp lớp, xếp hàng xếp lớp, mà cái không gian ha nó nóng nực, đâu cảm nhận được đâu. Dương mới ra, Dương là người cảm nhận, thì đừng hỏi tại sao tôi mới ra mà tôi lại lên tiếng. Quý vị anh chị và các bạn thấy không, tại vì tôi cảm thấy rằng ngày hôm nay người ở bên ngoài á, những cái đất nước ví dụ như Na Uy, Dương chưa có dịp đến Mỹ các nước khác, nhưng mà so với Na Uy thôi á, thì Dương cảm thấy rằng người dân Việt Nam của chúng ta sống quá khổ đi, quá khổ luôn. Bây giờ là Dương mở một cái bài, một cái video clip của anh Hoàng Tuấn ở bên Đức. Anh nói về cái việc mà ngày hôm nay lãnh đạo Việt Nam mà đi sang nước ngoài để khám bệnh. Là lời thủ tướng phát biểu là dân giàu đi ra nước ngoài khám bệnh. Tại sao họ không khám bệnh ở trong Việt Nam? Thì nhìn lại cái dàn bộ y tế của bà Nguyễn Thị Kim Tím. Bà Nguyễn Thị Kim Tím, người Nghệ An, lãnh đạo cái bộ y tế như thế nào? Tất cả từ Bắc vào Nam, những bệnh viện trung ương xuống địa phương, có bệnh viện nào vệ sinh an toàn hay không? Có thằng tổng giám đốc nào liêm chính vô tư hay không? Có ông bác sĩ nào vì dân, vì nước hay không? Cái dùng từ lương y như từ mẫu của bác sĩ ngành y Việt Nam, theo những ông cha ta nói câu đó có không? Dạ kính thưa, không bao giờ có. Tại sao các anh là những người lãnh đạo, là các anh một người dẫn dắt đất nước đi lên theo con đường xã hội các anh muốn, mà các anh ốm đau, các anh không nằm bệnh viện Việt Nam, không nằm bệnh viện trung ương, không nằm bệnh viện địa phương, mà các anh đi ra nước ngoài? Và các anh quay lại, các anh hỏi anh em chúng tôi là tại sao dân giàu đi ra nước ngoài khám bệnh? Nói quý vị có nghe không? Câu hỏi này giờ không có ai trả lời hết. Tự các ông hỏi là các ông trả lời đi. Cái nhục mạ nhất đầu tiên tôi nói, bất giờ tôi là như Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn Thị Kim Tím từ chức ngay lập tức. Một bộ trưởng y tế nhục mạ, giết dân, hút máu dân là có. Chứ không có giờ gì là dùng theo cái từ mà là lương y như từ mẫu bao giờ có. Đó. Tại vì sao ngày hôm nay họ xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa, mà bây giờ họ không để con cái của họ sống ở Việt Nam để học trong cái môi trường giáo dục của xã hội chủ nghĩa?
Tại sao? Rồi ngày hôm nay họ xây dựng bệnh viện và họ đưa vào đó nào là bác sĩ, y tá, rồi các cái bộ trưởng, ví dụ như Nguyễn Thị Kim Tiến gì đó. Tại sao họ không ở lại Việt Nam để họ khám bệnh đi? Cái môi trường đó là cái môi trường do họ xây dựng nên, tại sao không họ không ở lại trong đó để họ khám bệnh mà họ lại đi ra nước ngoài? Họ khám bệnh để cho người dân phải nghe lời họ và người dân phải sống trong cái sự lãnh đạo đó, cái sự xây dựng theo con đường xã hội chủ nghĩa đó. Có ai trả lời được không? Và những cái người dân nghèo ở trong nước có biết điều này hay không? Có biết rằng những người lãnh đạo Việt Nam á, khi bệnh không có vào các cái bệnh viện này khám bệnh mà đi ra nước ngoài khám bệnh hay không? Người dân đảm bảo sẽ không biết. Thì đừng cho rằng tôi là những cái người ở bên ngoài ba hoa, khoe khoang nổ. Bởi vì chúng tôi đau lắm, chúng tôi nhìn thấy được cái viễn cảnh của Việt Nam trong tương lai. Chính những người dân trong nước, chính những người bạn của tôi và những cái thế hệ con cháu sau này của chúng ta nữa sẽ phải kế thừa những cái tàn dư của Đảng Cộng sản Việt Nam để lại. Nếu nó tiếp tục tồn tại thì các bạn có thể hình dung đi, đất nước Việt Nam vô cùng tăm tối, mờ mịt, không có tương lai. Nếu mà các bạn mà chúng ta đi tìm hiểu lịch sử, chúng ta sẽ thấy có những cái lời tiên tri rất là hay của Tổng thống Ngô Đình Diệm đó. Nếu mà chúng ta để miền Nam Việt Nam rơi vào tay Bắc Việt thì có nghĩa là nó sẽ rơi vào tay của Tàu Cộng. Và ngày hôm nay đó, miền Nam Việt Nam rơi vào tay Bắc Việt và chúng ta đã nhìn thấy được cái viễn cảnh của đất nước Việt Nam sẽ rơi vào tay Tàu Cộng không xa nữa. Và ngày hôm nay nó đặt chân vô rồi. Và những người hàng xóm của Dương đừng bao giờ có những cái tác động tới và nói này nói kia. Họ nói rằng là họ tác động tới người thân của Dương, họ bảo là Dương bị ai xúi dục. Không, Dương không hề bị ai xúi dục. Bởi vì cái lương tâm của Dương, bởi vì cái nhìn nhận của mình, với sự hiểu biết của mình. Quý vị nhìn rõ đi, giữa tôi và quý vị, những người đang sống ở cạnh đó. Tôi đã bước ra thế giới, tôi đang ngồi đây mà tại sao quý vị lại cho rằng tôi ai xúi dục? Với những cái khả năng ngày hôm nay tôi ngồi trước màn hình để tôi nói chuyện, ai xúi dục tôi? Tôi đã ngoài 30 tuổi, tôi có khả năng lý luận, tôi có khả năng nói cho quý vị biết, không ai xúi dục tôi cả. Từ cái trái tim của mình, cho mách bảo chúng tôi, mách bảo tôi và những người Việt ở bên ngoài, những người yêu nước, những người yêu quê hương, không muốn nhìn Việt Nam rơi vào tay Tàu Cộng. Phải lên tiếng, đừng bao giờ nghi ngờ. Giống như chị Thanh Tâm hồi nãy nói, nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam có sự thay đổi, thì chính quý vị, những người ở trong nước là người hưởng quyền lợi, chứ không phải là chúng tôi. Những người bên ngoài đó có cuộc sống, chúng tôi không muốn trở về, tại vì con cháu này kia nào đã cắm rễ ở quê hương thứ hai rồi. Đất nước Việt Nam mà rơi vào tay Tàu Cộng chính là gia đình của các bạn, con cháu của các bạn. Và thậm chí những cái người mà ngày hôm nay viết những cái comment cho tôi là con cháu chú bác của quý vị đó, những cái người đó sẽ sống dưới sự đô hộ của Tàu Cộng. Nè, rồi nay mai nó đặt chân vào, nó không coi người dân Việt Nam là gì, nó đứng nó chửi mà nó phun nước miếng vô mặt người mình luôn. Có tâm là phải biết nhìn xa trông rộng, chứ không phải hôm nay làm được ba cái gửi tiền về giúp Việt Nam, làm ba cái gửi tiền về giúp Việt Nam rồi cộng sản của nó vẫn tiếp tục tồn tại, rồi nó ăn trên mồ hôi xương máu. Chúng ta không thể nào giải quyết cái phần ngọn được, chúng ta phải giải quyết cái phần gốc. Không thể nào mà đi nó làm cho dân nghèo chỗ này, đi cho tiền chỗ này, nó làm cho dân nghèo rồi đi cho tiền chỗ kia, rồi bây giờ mình đi đằng trước nó đi đằng sau, mình đi đằng trước nó đi đằng sau. Ví dụ như cái vụ bão lũ vừa rồi đó, có những cái nhà từ thiện họ đem tiền vô cho đi đằng trước, bữa sau người ta về cái nó cho người vô lấy tiền lại, nó lấy hết mớ tiền. Không thể nào mà nói có suy nghĩ như vậy được. Nếu những người lớn, những người trưởng thành không thể nào có cái suy nghĩ nhìn nhận như vậy được. Những cái người ở bên ngoài mà họ lên tiếng là giống như tôi ví von như vậy nè, cùng đi trên một con đường mà ở phía đằng xa kia, những cái người mà có cái tầm nhìn xa đó, họ sẽ nhìn thấy phía đằng trước có một đám mây. Mà đám mây đó cái khả năng mưa nó rất là cao và mưa rất là nặng hạt. Thì những người có tầm nhìn xa đó họ sẽ dừng lại và họ mặc áo mưa và họ cứ chạy thôi. Mà nếu như mưa đổ ập tới thì họ không có bị ướt nha. Còn những người mà cứ bình thường chạy ở kệ tầng mà không quan sát xung quanh, không có một cái sự tầm nhìn, không có một cái tầm nhìn xa được á, thì mưa đổ ập xuống một cái là quý vị sẽ bị ướt. Đó là sự khác nhau giữa người có cái tầm nhìn và người không có tầm nhìn. Tôi ví dụ đơn giản để cho quý vị thấy là những người ở Việt ở bên ngoài không phải là họ giỏi giang gì đâu, nhưng mà họ đã nhìn thấy được cái viễn cảnh ở trong nước rồi. Họ lên tiếng cảnh báo đó, giống như họ nói quý vị rằng ăn trước đó mưa rất là lớn rồi, cho nên là mặc áo mưa vô đi nha. Quý vị cãi, không mặc áo mưa vô không sao, người ta đã mặc rồi, người ta đâu có bị ướt. Còn quý vị không mặc, quý vị bị ướt, nó đơn giản vậy thôi.
Người ta cảnh cáo rằng ngày hôm nay Trung Quốc nó vô nó sẽ đàn áp chúng ta, nó sẽ bắt cóc con nít, nó bắt cóc người lớn để mà mổ lấy nội tạng. Chúng ta không tin, không tin thì ai con cháu chúng ta là người nhận cái quả đó chứ không phải con cháu của họ đâu. Nó rồi ngày hôm nay đồ ăn độc hại nó diễn ra tràn lan rồi, có ngăn ngừa được đâu. Bây giờ quý vị nói quý vị trồng rau sạch ở nhà ăn hả? Rồi tới mùa nắng quý vị không có nước lấy gì quý vị tưới, lấy gì ăn? Rồi quý vị cũng phải ra chợ mua hàng hóa ở đâu, nó tuồn từ Trung Quốc về rồi ăn vô trong người mỗi ngày, cái tế bào đó nó càng phát triển, ung thư càng phát triển ra. Đó là cái nguyên nhân vì sao mà bệnh viện Việt Nam mà bệnh viện nào cũng đông bệnh nhân, quá đông luôn. Tôi nói ở bệnh viện Na Uy mà các cái bệnh viện mà tôi đi tới đó, tôi đếm tầm có 5 người. Cái ngày mà tôi đi tới buổi sáng có 5 người ngồi chờ khám thôi đó. Mà người ta sống trong một cái môi trường, một cái dịch vụ chăm sóc rất là tốt. Đừng có ai hỏi tôi rằng ngày hôm nay tôi bị ai xúi dục. Cái lương tâm của tôi, cái trái tim của tôi nó xúi dục, nó mách bảo tôi phải làm những cái điều đó vì người dân Việt Nam. Chứ không ai xúi dục tôi hết trơn á. Vì sao tôi quay cái quang cảnh tôi làm việc để cho quý vị xem? Tôi muốn quý vị biết rõ tôi là người như thế nào, tôi sinh hoạt ra làm sao, cái tính cách con người tôi như thế nào, tôi có phải là người ích kỷ hay không, tôi có là phải là người độc đoán hay không. Nó không phải. Tại vì sao tôi muốn cho quý vị biết tất cả mọi thứ xung quanh mình, tôi đi đâu tôi cũng quay. Để cho quý vị biết rằng ngày hôm nay là tôi đau lắm, tôi đau vô cùng. Ngày hôm kia có một cái video clip quay cảnh đường xá giao thông ở quận 9 và ngã tư Thủ Đức đó. Trời ơi, tôi nói thật, tôi nhìn lại mà tôi còn kinh hoàng đó. Tại vì ngày tôi còn ở Việt Nam á, là gần như khi mà tôi còn đi làm, ngày nào tôi cũng đi ngang cái ngã tư này. Và bên Nguyễn Thị Thập á, con đường Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Văn Hưng nó dài qua cầu Phú Mỹ. Trời ơi, xe container nó đầy luôn. Nói về sống ở Sài Gòn là tôi đã sống ở đó rồi, tôi đã có kinh nghiệm, tôi đã có từng trải qua rồi, tôi mới có thể chia sẻ được như vậy. Tôi hiểu được người dân trong nước, tôi rất là hiểu. Bởi vì tôi nói rõ một lần nữa, tôi mới bước ra đây, tôi nói thiệt chưa đầy 6 tháng nữa. Chưa đầy 6 tháng nữa. Tại sao tôi mạnh mẽ lên tiếng? Bởi vì tôi ở trong đó tôi đã tìm giải pháp rồi. Tôi ước gì tôi làm, tôi có thể làm những cái người lãnh đạo, tôi có thể làm được này, tôi làm được điều kia. Họ nói rất là nhiều. Tại sao họ nói là họ sẽ di dời những cái công ty, những cái khu trung tâm, nó những cái trường học ra ngoài ngoại thành. Mà họ dời đâu? Họ không dời mà họ càng xây vô nữa. Bây giờ bên Hầm Thủ Thiêm họ xây những cái trung tâm, những cái căn hộ cao cấp họ xây lên nữa. Họ không có di dời ra ngoài mà họ tập trung vô trong. Mà ở phía dưới, cái cơ sở phía dưới họ hệ thống mà cấp thoát nước á, hệ thống mà xả nước á, họ có xây không? Rồi bây giờ mai mốt không chừng qua tới Hầm Thủ Thiêm nó lụt nữa cho mà coi. Ngay cạnh cái Hầm Thủ Thiêm đó. Các bạn thấy họ làm, họ chỉ nhìn thấy được cái lợi ích trước mắt, họ không có nhìn thấy cái lợi ích lâu dài trong tương lai. Họ chỉ làm sau rồi họ lấy tiền bỏ túi rồi xong rồi đó, ai làm gì làm. Những cái người ở trong những căn hộ đó sau này phải trả những cái giá nữa nè. Họ làm xong họ buông trách nhiệm, điện cúp, nước cúp hay là tôn vỡ rớt này kia nọ, nó không có quan tâm đâu. Mà ngày hôm nay nhiều người ở trong căn hộ họ đã lên tiếng rồi. Họ đã mua nhà trong căn hộ chung cư họ lo làng rồi. Đó. Một lần nữa Dương muốn nói rằng là những cái người giống như cái cô mà Dương mới vừa đọc đó, cô đang sống ở Na Uy đó, là họ chưa từng cảm nhận cái nỗi đau giống như Dương. Dương đi vô bệnh viện, Dương phải cảm nhận cái nỗi đau là Dương chờ đợi, Dương xếp hàng và nhìn thấy người thân của mình đó. Anh ta mới 34 tuổi, anh ta nằm ngoài hành lang bị bệnh tai biến, đột quỵ và hôn mê sâu. Người thân nằm ở ngoài. Dương xin lỗi, có một cái cuộc gọi. Dương đau xót lắm, Dương chứng kiến nhiều cảnh tượng lắm. Cho nên Dương ngày hôm nay lên tiếng. Chứ đừng có bảo rằng là tại vì sao Dương mới ra mà Dương lên tiếng mạnh vậy. Bởi vì Dương đã nhìn thấy được những cái điều này nó không ổn. Và bước ra thế giới một cái thôi, Dương chỉ đặt chân một ngày ra thế giới thôi. Dương bước qua Na Uy ngày đầu tiên là Dương đã thấy sự khác biệt rồi thưa quý vị. Dương đã thấy, Dương lên tiếng. Và những cái gì Dương chia sẻ là từ cái tâm của mình, chứ không ai xúi dục Dương hết. Thời gian thì Dương nói cũng rất là dài rồi. Bây giờ Dương có thể là Dương tạm dừng cái bài nói chuyện của mình ở đây. Dương cũng cảm ơn rất là nhiều những người bạn, những người anh chị, em, cô chú đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Dương. Dương cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã ủng hộ và lắng nghe Dương. Xem đây giống như là một cái hoa hồng mà Dương gửi tặng lại cho quý vị, anh chị. Chúc quý vị, anh chị một cái ngày đầu tuần làm việc thật là vui và kết quả. Dương cũng sẽ cố gắng nỗ lực bằng hết cái khả năng của mình, giống như nhiều anh chị khác. Ví dụ như chị Thanh Tâm Nguyễn ở bên Mỹ đó, chị là một người nữ, thì Dương cũng sẽ cố gắng cùng với các chị để giống lên một cái tiếng nói
để mong một ngày nào Việt Nam sẽ tốt hơn và những người dân Việt Nam của trong nước của chúng ta sẽ cuộc sống tốt hơn. Một lần nữa Dương cảm ơn những anh chị đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Dương. Chúc sức khỏe cả nhà. Dương chào nhé.